coi trở lại kênh youtube của mình mình là an nam phương trần à còn khoảng một tháng nữa thôi tháng mấy nữa thôi là sắp đến tết rồi nhưng mà do là covid đó, cho nên là mọi thứ tất cả các mùa lễ trong năm nay đều trải qua khá là yên ắng và đặc biệt là sắp tới cái tết cổ truyền của mình thế nè mình thì do covid thì mình không có về việt nam được thì mình cũng muốn bày biện trong nhà cho có không khí tết để mà đoán tết mà mình muốn có một chậu hoa mai để dưng tết nhưng mà mình tìm trên mạng cũng không có không có đẹp á tại nhìn như thế nó giả nhiều quá mà hoa thật á thì năm nay covid á mình đi xuống khu việt nam tìm thì cũng chưa có thấy mọi người bày ra bán nhiều tầm khoảng thời gian này năm rồi á thì mình thấy mọi người bày bán ở khu chợ việt nam rất là nhiều nhưng mà năm nay thì mình chưa có thấy À, cho nên mình quyết định là sẽ làm một chậu hoa không phải là hoa mai một chậu hoa màu vàng để mà trưng trong dịp Tết thì hôm nay mình sẽ share các bạn nha à, cái cách làm cái hoa này thì mình nghĩ là cũng khá là đơn giản à, làm thì cũng không có rườm rà cũng không mất công quá à, trong tầm khoảng một ngày là các bạn có thể làm được một chậu hoa để mà trưng Tết rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn là những công cụ để làm một cái bình hoa von trưng Tết nha đầu tiên chúng ta sẽ cần một cuộn kẽm mỏng màu trắng Tiếp theo là thân cây hoa cũng sẽ được làm bằng kẽm cứng Băng quấn màu xanh Và một bộ khung hoa được làm bằng nhựa Mình cần thêm một cây kèm Một cuộn chỉ Một cây kéo Nhị hoa Kéo các chỉ nhỏ Và cuối cùng là một cuộn von màu vàng Đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy cái thanh kẽm màu trắng này cuộn vào trong cái uh, khung hoa số 5 nha Các bạn đếm từ cái nhỏ lên cái lớn là cái này là khoảng số 5 uh, Nếu các bạn thích bự hơn hoặc nhỏ hơn thì theo ý thích nha Ở đây thì mình là chọn số 5 Đó, mình đã làm quen rồi cho nên mình sẽ dùng tay để mà quấn cái phần kẽm này lại Đó, các bạn quấn làm sao cho cái cái khung nó càng, càng càng chặt là được Sau đó chúng ta sẽ dùng kéo để cắt đi cái phần kẽm dư nha Chiều dài chúng ta sẽ giữ khoảng một gan tay là được và cứ như thế thao tác sẽ được lặp lại với những cánh hoa còn lại nha đó và bây giờ mình đã có nhiều cánh hoa rồi thì mình sẽ bắt đầu bọc cái phần vôn vào cái phần cánh hoa nha sau đó chúng ta sẽ dùng chỉ để mà buộc lại cái phần cánh hoa các bạn thấy không các bạn cứ chỉ cần xoay quanh và bức chỉ thì tự động là cái phần chỉ đó nó sẽ dính chặt vào trong cánh hoa mình đừng có sợ nó bị tuột nha mình cứ xoay xoay mạnh nhiều vòng xong rồi bứt đi là nó sẽ tự động siết chặt thôi sau đó mình sẽ dùng kéo cắt chỉ để mà cắt đi cái phần von còn dư lại đó các bạn nhớ là cắt sát một tí xíu nha đó mình sẽ cắt sát thì một chút khi mà mình quấn hoa đó nó sẽ không có bị cọm đó mình sẽ cẩn thận cắt sát cái phần von còn dư ra ngoài Vậy là chúng ta đã có một cánh hoa màu vàng. Và bây giờ là nhiều cánh hoa. Tiếp theo mình sẽ dùng kéo để cắt làm đôi cái phần nhị này ra. Nếu các bạn nào thích nhị nhiều thì mình có thể dùng hai cái, còn nếu không thì nên dùng một cái nha tại cái hoa này cũng nhỏ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy một cánh hoa, dùng một ngón tay ấn xuống và bẻ cong nó như vậy nè. Đó các bạn thấy không? Nếu mà các bạn làm không có kịp không có rõ các bạn có thể tua lại phần này để xem nha đó bây giờ mình đã làm xong nhiều cánh hoa rồi nè tiếp theo mình sẽ bỏ nhị hoa vào trong và dùng chỉ để mà cố định lại các bạn nhớ uh, cố định kỹ nha nếu không cái phần nhị hoa này nó sẽ rơi ra ngoài đó cứ như thế thì mình sẽ làm tới cái cánh tiếp theo đó mình cứ bỏ chặt vào cố định bằng tay trước sau đó là dùng chỉ để mà cố định chặt lại một lần nữa Trong cái lúc mình làm thì cái cánh hoa của mình nó có bị bè ra thì mình sẽ dùng tay để mà chỉnh nó lại cho đẹp nha. Đó, bớp nó vào trong. Tiếp theo thì mình sẽ dùng cái cuộn băng quấn màu xanh này để mà quấn cái hoa của mình lại. Mình sẽ quấn uh, bao bọc hết tất cả cái phần chỉ hồi nãy mà mình cuộn nha các bạn. Đó, cẩn thận tránh để bị chỉ lò ra ngoài thì sẽ không có đẹp. chúng ta chỉ cần xoay 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 cái cuộn băng quấn màu xanh vào cái cây này và kéo đứt thật chặt thì tự động nó sẽ dính vào cái cái hoa thôi nha các bạn. Không cần dùng keo hay bất cứ cái gì khác nữa. Và cứ thao tác như vậy lặp đi lặp lại để mà làm ra nhiều hoa để mà ghép vào cành nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ chọn bốn hoa cho một cành. Nếu mà các bạn nào thích uh, 5 6 hoa cho một cành cũng được. Đó thì nó càng đẹp nhưng mà mình thấy cỡ khoảng 4 bông cho một cành là được rồi tại vì để tiết kiệm thời gian à, làm cho nó cái bình hoa cho nó nhanh đó thì mình nghĩ một cành như đó là đẹp à, cái cách mà mình xe những cái cành hoa của mình vào cái thân cây chính thì cũng giống như cái thao tác nó như mình làm đó các bạn các bạn cứ à, ghép từng cái cành hoa và dùng cái cuộn băng keo xanh của mình đó xe xoay vòng tròn vào trong và kéo chặt thì chặt mạnh thì mạnh thì tự động nó sẽ dính vào à, mình sẽ không sử dụng thêm bất cứ cái loại keo gì khác đó các bạn thấy không mình cứ uh, xoay vào trong đó một tay xoay một tay giữ chặt băng keo đó và khi mình mình bứt băng keo tới đi thì tự động nó sẽ dính chặt vào cái thân cây thôi và cứ thao tác như thế mình sẽ làm đi làm lại cho tới khi mình hoàn tất một cái cành thì mình sẽ xe cho tới cuối cái phần chân của cái cành hoa này luôn nha các bạn khi mình đã xe xong rồi thì mình sẽ dùng tay để chỉnh lại từng cái cành hoa cho đẹp nha và công việc cuối cùng thì mình sẽ cắm nó vào trong bình hoa nè và đây là thành quả nãy giờ của mình nè các bạn đó đẹp chưa một chậu hoa màu vàng nói chung là cái này không biết hoa gì nữa mình cảm thấy hai cánh khép lại với nhau thành một cái hoa à, một cành á, thì là mình bỏ bốn hoa vào nếu mà các bạn thích có thể để nhiều hơn một cành có thể để năm sáu hoa cũng được đó nhìn nó hơi lay lay hoa lay ơn nhưng mà chủ yếu là mình cách tân và làm cắm vào cái bình vậy nè nhìn thì cũng rất là đẹp ha các bạn nếu mà thích thì cũng có thể làm ba cánh nhưng mà tại vì mình thấy làm hai cánh được rồi uh, tiết kiệm thời gian đó uh, nếu mà các bạn thích cũng có thể làm ba cánh cũng được nhưng mà mình cảm thấy nó có hai cánh nó càng nhỏ thì nó càng dễ thương hơn uh, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình nãy giờ nha nếu mà thấy hay thì nhớ bấm like và subscribe cho mình nữa nha uh, và bây giờ xin chào và tạm biệt hẹn gặp lại các bạn ở một video clip kế tiếp uh, chúc các bạn làm thành công một bình hoa thiệt là đẹp để mà chưng tết nha bye bye